Rồi. Hôm nay bên xuất đặc sản Masalam bên mình lại xin giới thiệu với mọi người một siêu phẩm nữa. Nhưng siêu phẩm này thực sự rất độc đáo. Đó là bên mình đã đưa cả một cái bộ gọi là tùng cúc trúc mai vào trong một cái bộ bình 7 lít rất chi là đẹp. Đây các bạn có thể nhìn xem. Rất chi sắc sảo. Đây là cây tùng. Và cây cúc này. Đây là trúc đây, trúc đây, cây mai đây này. Đây là bộ bình 7 lít các bạn. Một bộ bình 7 lít gồm 4 bình. Thực sự là mình cũng có, bên mình cũng đã đưa rất nhiều thợ để khắc những cái bộ, đưa những cố gắng để đưa cái bộ tùng cúc trúc mai vào trong 7 lít, nhưng mà thực sự là không ưng nghi lắm. Bởi vì thường thường thì là những cái bộ này nó phải từ 19 lít thì nó sẽ rất chi đẹp. Nhưng mà mình đã tìm được một người thợ mà họ đã đục được một cái bình mà mình thực sự là rất hài lòng, và mình hôm nay đã đưa cái clip này để giới thiệu cùng với mọi người. Thì hôm nay cũng đã là 25 Tết rồi, thì khi mà mình đưa bộ này lên thì rất nhiều khách đã đặt hàng. Và bên này hàng Tết còn rất nhiều, và đã tất cả những bình này đều gần như đều có chủ hết rồi. Thì những khách ở hàng ở xa như từ gọi là từ trong miền Trung đổ, đổ vào Nam, thì nếu có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình trước Tết nhé. Trước Tết gọi là vẽ trước Tết khoảng 5 6 ngày thì là mình có thân thể có thể đáp ứng được cái nhu cầu. Ở đây mình đang quay một vòng. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip bên mình. Rất mong các bạn hãy đăng ký kênh của bên mình để theo dõi những thông tin về nhiều sản phẩm hơn, và để biết thêm nhiều thông tin hơn về những loại dược liệu quý hiếm. Các bạn có thể đặt câu hỏi trả lời bên để cho bên mình có thể trả lời bên lại nhé. Xin cảm ơn.